Mình xin chào bà con. Hôm nay mình có cái lô đất view hồ này đúng đẹp luôn. Xin giới thiệu cho bà con nào thích đất view hồ làm nhà nghỉ dưỡng hoặc là kết hợp trồng vườn cây ăn trái. Thì mình giới thiệu cho bà con cái lô đất này đây. Mình thông tin luôn cho bà con là cái đất này nó thuộc về xã Năm Nờ Giang, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông. Cách quốc lộ 14 khoảng 4 cây số đổ lại thôi. Từ đất này mà đi ra tới đường nhựa, người ta kêu là đường tỉnh lộ 686, chạy ngang qua địa phận xã Năm Nờ Giang, thì từ vị trí đất này mà đi ra tới đường nhựa thì chỉ có khoảng 300 m đổ lại thôi, đi đường đất. Rồi, mình thông tin cái vị trí cho bà con nghe qua như vậy. Rồi, bây giờ mình quay cái hình ảnh cho bà con xem qua cái thế đất. Mình chỉ cái ranh cho bà con xem qua luôn. Đất của nó là nó giáp cái hàng cây này đây. Đó, cái bụi cây rậm rậm hất về phía bên mình. Hất về phía bên trái mình đây. Đây, hất về phía bên trái mình, chạy đụng cái nhìn nó có cái cọc kìa, chạy qua khỏi cái cọc chính giữa hàng tiêu đó, hất về phía bên tay phải mình, về phía dưới này là giáp cái mặt hồ. Ở đây bà con có xem qua là từ cái đoạn này xuống giáp hồ là nó hơi dốc. Nếu bà con nào mà thích làm nhà nghỉ dưỡng thì cải tạo cái chỗ này, có thể là mình vượt cấp sang bằng ra, vượt qua một cấp. Đây, đất nó giáp từ cái vườn, từ cây cà phê của người ta, chạy thẳng xuống dưới cái eo đây nè, eo hồ đó, chạy hất về phía bên tay phải mình đây. Trời âm u, muốn mưa nên nó mờ chứ ta. Quay hình ảnh hơi mờ. Đây, đất có cái view hồ đúng đẹp luôn. Đó, từ cái ranh đó. Đất nó có cái bờ ranh là giáp cái cây cây mùn cao cao đây nè. Ba cây mùn cao cao đó. Rồi, nó chạy dài lên phía trên, giáp trên đường luôn. Hầu như là thửa đất này rất là vuông vức luôn. Thì ở đây mình thấy trên đất nó có một số trụ tiêu như vậy đây. Cái số tiêu chết thì mình không tính, là trụ này trụ bê tông với trụ lõi đá không này. Cái số tiêu mà còn lại đẹp đẹp thì mình thấy, thì theo mình quan sát thì nó còn khoảng không rõ là bao nhiêu trụ, mình thấy cũng hơi nhiều đó. Không rõ là bao nhiêu trụ tiêu nhưng mà mình thấy chắc cũng khoảng chừng 600-700 trụ gì đó, là trụ đẹp đó. Hơn luôn đó chứ, thấy quá chừng này luôn mà. Ngoài cái số trụ tiêu ra thì trên đất nó còn một số cà phê như vậy đây. Cà này chắc cũng mười mấy gần 20 năm rồi đó, nhưng mà người ta chăm được cho nên trái quá chừng này. Cà trái quá chừng. Mình thông tin thêm cho bà con là cái đất này nó có tổng diện tích trong sổ là 2 hecta 3. 2 hecta 3. Chủ kêu cái giá đổ đồng là 1 tỷ 6. Đó, mình thông tin cái giá luôn cho bà con để bà con xem qua rồi ngâm cứu theo cái khả năng của mình. Đây, cà phê trái quá chừng luôn. Cái số cà phê này không rõ là bao nhiêu cây, nhưng mà hôm trước là chủ có dẫn mình đi xem thì phía trên kia, phía trên này nó còn
thế nào. Phía trên này thì nó còn khoảng 500 cây cà phê như vậy đó. Còn cái số ở bên này thì không rõ là bao nhiêu cây. Mà theo như mình thấy thì nếu mà cộng luôn cái số này vô chắc cũng cả nghìn cây ạ. Ở đây trên đất nó có được được một cây sầu riêng như vậy nữa nè. Hình như được 2-3 cây vậy đó. Với mấy cây bơ. Đây, đất là rất là bằng luôn. Phía trên này đất rất là thoi thoải, rất bằng. Ngoài cái số cà phê già này thì người ta đã trồng lại cà, không biết là giống cà gì đây, nhưng mà cà này người ta kêu là năm nay năm thứ ba rồi đây. Năm thứ hai, phía trên này là năm thứ ba. Năm thứ ba, bên này là năm thứ hai. Nó có trồng hai khoảng thời gian. Đây, cà tơ rất là đẹp luôn. Đất nó giáp qua tuốt ở bên kia, theo thẳng cái hàng cà phê này, giáp qua bên cái vườn tiêu của người ta bên kia, hất về phía bên phía sau lưng mình đây, chạy lên đây là nó giáp đường. Khu này là nhà chòm sớm người ta ở, cũng là tương đối đông này. Thấy đất này tương đối vuông vức bằng phẳng, chỉ có hơi dốc một chút ở giáp chân nước thôi. Đó, đất là nó giáp tới cái nhà ton, cái chòi ton của người ta đây nè. Đây, đất nó có hàng ranh là từ cây muồn đó, từ cái cây cao cao đó, giáp trên đường. Chạy giáp lên mặt đường đất trên này. Đây, ở đây người ta đã rào lưới B40 hết rồi. Đó là nó chạy dài lên đụng cái vườn tiêu của người ta trên kia. Đây, đường này là xe ô tô lớn, xe tải rồi vô thoải mái luôn. Rồi từ cái vị trí này mà đi ra đụng đường nhựa thì nó khoảng mình đoán khoảng 300 mét đổ lại thôi. Đây, cà phê năm thứ ba trái quá chừng này. Đó, đất nó giáp cái vườn tiêu của người ta kìa. Chạy dài về đụng cái chòi đó. Chạy dài về phía bên tay trái mình lại đụng cái bờ tường bao của người ta kìa. Rồi, mình thông tin cái hình ảnh qua clip cho bà con xem qua. Bà con nào quan tâm cái lô đất này thì alo cho mình qua số điện thoại 0972 158 358 để mình dẫn đi xem cái lô đất này. Còn giá hiện tại là chủ đưa ra là 1 tỷ 6 trên tổng diện tích trong sổ là 2 hectare. Cà phê này rất là đẹp luôn.